Thưa quý vị, ngày hôm nay, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với tỉnh ủy Hòa Bình. Báo Nhân dân đã đồng hành cùng tỉnh ủy Hòa Bình trong việc đăng tải những bài viết về đất và người Hòa Bình, về những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Báo Nhân dân mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân, cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có môi trường hoạt động tốt, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao những đổi mới trong thời gian qua của Báo Hòa Bình. Trước đó, đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác dự và trao giải bóng bàn văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Hòa Bình mở rộng lần thứ nhất.